Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Texas điều động 250 binh sĩ vệ binh quốc gia tới biên giới với Mexico. Vệ binh quốc gia Texas đã bắt đầu điều động binh sĩ để giúp giữ an ninh biên giới phía nam với Mexico, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thuyết phục được Quốc hội Hoa Kỳ hay là chính phủ Mexico cung cấp toàn bộ ngân quỹ để xây bức tường dọc biên giới mà ông từng đề nghị. Giới hữu trách từ bang Texas đã loan báo quyết định điều động vệ binh quốc gia sau khi mà Tổng thống Trump chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis yêu cầu sử dụng lực lượng này để giúp cho Bộ Nội an giữ an ninh biên giới tại 4 tiểu bang giáp ranh với Mexico, trong đó có Texas. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Mattis đã phê duyệt ngân quỹ cấp cho 4.000 binh sĩ vệ binh quốc gia hoạt động tới ngày 30 tháng 9 năm nay. Thông cáo của Bộ Quốc phòng ghi rõ là các vệ binh sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy và kiểm soát của thống đốc các tiểu bang. Chuẩn tướng Tracy Norris là chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia lục quân Texas cho hay 250 binh sĩ cùng phi cơ, xe cộ và thiết bị thám sát sẽ được triển khai dọc biên giới của tiểu bang này với Mexico trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Cũng theo tướng Norris thì vệ binh quốc gia đã hoạt động dọc biên giới từ hàng chục năm qua. Khoảng 100 quân nhân của Bộ Quân sự Texas hiện đã được bố trí dọc biên giới với vai trò là quan sát và trình báo. Trong khi đó, tại Arizona, thống đốc Doug Ducey cũng loan báo khoảng 150 vệ binh quốc gia của tiểu bang này cũng sẽ được đưa tới biên giới vào tuần tới. Hai tiểu bang còn lại là California và New Mexico thì vẫn chưa lên tiếng. Bộ trưởng Bộ Nội an là bà Kirsten Nielsen cho biết các vệ binh quốc gia sẽ không tham gia vào công tác chấp pháp mà chỉ thực thi vai trò hỗ trợ, có thể là thám sát trên không để giúp cho các nhân viên của hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp. Một quan chức trong nội các của Tổng thống Trump bị Quốc hội điều tra. Một ủy ban Hạ viện đang tiến hành điều tra quan chức đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA, ông Scott Pruitt, liên quan đến cáo buộc ông được cho thuê một căn apartment dưới mức giá thị trường từ vợ của một nhà vận động hành lang trong kỹ nghệ năng lượng. Một nhân viên phụ tá làm việc tại Hạ viện tiết lộ tin này cho biết, Ủy ban Giám sát Hạ viện do dân biểu đảng Cộng hòa Trey Gowdy đứng đầu đã bắt đầu cuộc điều tra giữa lúc ông Scott Pruitt đang phải đối mặt với hàng loạt những câu hỏi về vấn đề đạo đức. Nhiều nguồn tin tiết lộ, các quan chức Tòa Bạch Ốc đang ngày càng chán nản với ông Pruitt vì những tin không hay về ông cứ đều đặn xuất hiện trong mấy ngày qua. Báo chí liên tiếp phơi bày việc ông chỉ thị đội ngũ an ninh của mình gắn đèn và còi trên xe công vụ để vượt giao thông, và việc ông đi công cán bằng máy bay riêng hoặc ngồi khoan hạng nhất. Theo các nguồn tin nội bộ, Đồng lý Tòa Bạch Ốc tướng John Kelly đã ủng hộ việc sa thải ông Pruitt. Tại Quốc hội, 64 nhà lập pháp đảng Dân Chủ và một số thuộc phe Cộng Hòa đã yêu cầu sa thải ông Pruitt hoặc là đòi ông phải từ chức. Thế nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa muốn đưa ra quyết định này. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders nói rằng, Tổng thống cảm thấy quản trị viên đã làm tốt công việc của EPA. Ông ấy đã phục hồi cơ quan này về mục đích ban đầu là bảo vệ môi trường. Họ đã xóa bỏ các quy định không cần thiết. Về phần mình, ông Pruitt vẫn phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và cáo buộc các đối thủ chính trị đã đánh phá ông vì những chính sách mà ông đang thi hành. Một dân biểu đã rút súng tại cuộc họp với cử tri. Dân biểu Ralph Norman, đảng Cộng hòa tiểu bang South Carolina, đã rút khẩu súng 38 ly đã lên nòng và đặt nó lên bàn như một hành động để chứng tỏ quan điểm ủng hộ quyền được mang súng của ông tại một cuộc gặp gỡ với cử tri diễn ra ở một nhà hàng ở thành phố Rock Hill. Ông Norman tuyên bố là tôi sẽ không trở thành một Gabby Giffords, ý nhắc đến nữ dân biểu tiểu bang Arizona, người đã bị nổ súng bắn trọng thương trong một cuộc gặp gỡ với cử tri hồi năm 2011. Trả lời báo chí sau đó, ông Norman nói rằng tôi không sợ chết, nhưng kẻ nào bắn tôi thì hãy nên nhắm cho trúng, nếu không tôi sẽ bắn lại. Ông khẳng định là sẽ tiếp tục khoe súng của mình tại các cuộc gặp gỡ cử tri khác trong tương lai. Ông nói là tôi thấy mất mệt vì những kẻ cứ chăm chăm chĩa mũi dùi vào súng như thể chúng là nguyên nhân gây ra vấn đề. Súng không phải là vấn đề, chúng chỉ nguy hiểm khi rơi vào tay bọn tội phạm mà thôi. Chồng của nữ dân biểu Gabby Giffords, phi hành gia của NASA là ông Mark Kelly, đã ra tuyên bố nói rằng ông Norman đúng không phải là một Gabby Giffords. Tuyên bố viết, người dân Mỹ ngày nay càng phải đối mặt với một sự lựa chọn rõ ràng. Các nhà lãnh đạo như Gabby, những người làm việc chăm chỉ cùng nhau để tìm giải pháp cho các vấn đề, hoặc là các phần tử cực đoan như là Hiệp hội Súng Quốc gia NRA và dân biểu Norman, những kẻ dựa vào những chiến thuật đe dọa và phát tán sự sợ hãi. Cuộc đình công của giáo chức tiểu bang Oklahoma. Tiểu bang đồng ý tăng ngân sách, nhưng nghiệp đoàn nói vẫn chưa đủ và sẽ tiếp tục đình công. Thượng viện Oklahoma đã thông qua gói tăng doanh thu và thuế trị giá 44 triệu Mỹ Kim để tài trợ ngân sách cho các trường công lập trên toàn tiểu bang. Thế nhưng số tiền này vẫn còn quá ít so với yêu sách 200 triệu Mỹ Kim mà các thầy cô giáo đưa ra, và họ thề sẽ tiếp tục cuộc đình công, vốn đã ảnh hưởng tới hơn 500.000 sinh viên trên toàn tiểu bang. Bà Alicia Priest, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Oklahoma nói rằng,
Nghiệp đoàn có thể chấm dứt cuộc đình công nếu các nhà lập pháp loại bỏ các khoản thuế đánh vào tiền lời đầu tư, tức là capital gains, vốn có thể mang lại thêm 100 triệu doanh thu nữa. Bà cũng muốn Quốc hội tiểu bang áp đặt thuế khách sạn vừa được thông qua vào tháng trước, nhưng hiện đã bị các nhà lập pháp tạm dừng. Khoản thuế này theo ước tính sẽ mang lại thêm 50 triệu nữa. Hồi tuần trước, Quốc hội Oklahoma đã thông qua mức tăng thuế đầu tiên của tiểu bang trong suốt 1/4 thế kỷ. Khoản tăng thuế này sẽ mang về thêm 400 triệu Mỹ Kim và sẽ giúp tăng tiền lương cho mỗi thầy cô giáo thêm khoảng 6.000 Mỹ Kim. Thế nhưng con số này vẫn chưa đủ vì nghiệp đoàn giáo chức yêu cầu được tăng lương 10.000 Mỹ Kim trong vòng 3 năm. Theo Cục Thống kê Hoa Kỳ, ngay cả sau khi yêu sách này được đáp ứng thì mức lương trung bình của giới chức Oklahoma sẽ thấp hơn nhiều so với các tiểu bang khác. Oklahoma hiện đang có mức lương trung bình thấp nhất nước Mỹ cho cả giáo viên tiểu học và trung học. Lương tối thiểu cho giáo viên mới vào nghề ở tiểu bang này là 31.600 Mỹ Kim. Cuộc đình công của nghiệp đoàn giáo chức Oklahoma được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của công chúng với tỷ lệ ủng hộ hơn 72%. Sang qua những bản tin về kinh tế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn thắt chặt quy định khí thải đối với xe hơi nhập cảng. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tới nhiều biện pháp khác nhau nhằm buộc các hãng sản xuất xe hơi ngoại quốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về môi trường nhằm bảo vệ cho các nhà sản xuất xe hơi tại Mỹ. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders nói là Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy các hoạt động thương mại tự do, công bằng và tương xứng để phát triển nền kinh tế Mỹ và tiếp tục đưa công ăn việc làm cũng như là nhà sản xuất trở lại Mỹ. Hãy giám đốc điều hành hãng xe của Mỹ cho biết là họ tin rằng ý tưởng này đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại là ông Wilbur Ross đưa ra trong cuộc họp của Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước. Thế nhưng nhị vị cũng nói rõ là ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của Mỹ không hề yêu cầu điều này hay là ủng hộ cho nó. Các nhà sản xuất xe hơi của Mỹ từ lâu đã kêu gọi loại bỏ hàng rào phi thuế quan đối với Nhật Bản, Nam Hàn và các thị trường khác mà họ tin rằng đã cản trở xuất cảng xe hơi của Mỹ một cách bất công. Cũng có những lo ngại cho rằng bất kỳ rào cản phi thuế quan mới nào của Mỹ cũng có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Dường như những rào cản phi thuế quan này có thể tác động lớn hơn đối với các nhà sản xuất xe hơi châu Âu, vốn nhập cảng nhiều xe từ các hãng xưởng ngoài nước Mỹ hơn. Để so sánh thì các thương hiệu xe Nhật Bản và Nam Hàn sản xuất khoảng 70% số xe mà họ bán ra năm ngoái ở Mỹ tại các hãng xưởng đặt ngay tại Bắc Mỹ. Trong khi đó thì các hãng xe châu Âu chỉ sản xuất khoảng 30% tại Bắc Mỹ mà thôi. Trong năm 2017 vừa qua, xe hơi nhập cảng của Hoa Kỳ chiếm khoảng 21% trong tổng số 17,2 triệu xe bán ra tại thị trường nước Mỹ. Và thêm một hãng bán lẻ nữa xin phá sản. Nine West Holdings, công ty sở hữu nhãn hiệu giày dép và quần áo dành cho phụ nữ, vừa đệ đơn phá sản với khoản nợ là 1,5 tỷ Mỹ Kim. Nine West vốn cùng sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng khác là Anne Klein và Gloria Vanderbilt, hiện đã đóng cửa tất cả 71 cửa tiệm, cho biết là họ đã bảo đảm tài chính cho việc phá sản để tiếp tục hoạt động trong khi tìm cách giảm nợ. Công ty cũng đã đạt được một thỏa thuận ban đầu để bán lại mảng kinh doanh giày dép và túi xách với thương hiệu Nine West và Bandolino cho tập đoàn Authentic Brands. Thỏa thuận này hiện đang chờ được tòa án phá sản phê chuẩn. Đại diện của Nine West nói họ hy vọng thỏa thuận bán bớt thương vụ và việc xin bảo hộ phá sản theo Chapter 11 để được tái cấu trúc chỉ còn tập trung vào vài thương hiệu chủ chốt như là Anne Klein có thể giúp công ty tiếp tục hoạt động hữu hiệu hơn. Thế nhưng, theo giới phân tích, việc xin phá sản để được tái cơ cấu theo Chapter 11 là điều nguy hiểm, không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Một ví dụ điển hình là Toys R Us, từng nộp đơn xin phá sản vào tháng 9 năm ngoái với hy vọng tiếp tục sống còn, nhưng nay đã phải đóng cửa dẹp tiệm. Nine West đã gặp khó khăn trong những năm gần đây khi thị hiếu người dùng chuyển sang dòng giày thể thao, sneaker nhiều hơn là sandal, giày cao gót. Ngoài ra, trong bối cảnh các tiệm bán lẻ lao đao vì thương mại điện tử, doanh thu của công ty ngày càng giảm mạnh. Trong năm 2017, có hơn 15 công ty bán lẻ tại Hoa Kỳ phải đóng cửa. Và vừa rồi là các bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.